Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Gần 10 năm đi vào cuộc sống, luật hòa giải ở cơ sở góp phần tạo chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng hòa giải tại cơ sở. Những vấn đề từ giản đơn đến phức tạp trong dân cư được hóa giải kịp thời, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội. Triển khai đưa luật hòa giải đi vào cuộc sống. Gần 10 năm qua, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nỗ lực xây dựng được 503 tổ hòa giải ở cơ sở, các thôn ấp, khu dân cư với hơn 3.232 hòa giải viên. Theo đúng trình tự quy định của luật, đội ngũ hòa giải ở cơ sở đã kịp thời hóa giải thành công nhiều vấn đề mâu thuẫn ngay từ khi mới mạnh nhà. Quá trình sửa lại nhà, ông Hồ Văn Đạo ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức để tràn nước sang nhà hàng xóm. Bức xúc và không tìm được tiếng nói chung, hàng xóm của ông Đạo gửi đơn kiến nghị lên xã. Cán bộ tư pháp xã thông tin cho tổ hòa giải ở cơ sở ấp Đức Trung và tổ hòa giải đã gặp gỡ hai gia đình. Mâu thuẫn xóm giềng được giải quyết kịp thời. Nhờ cái tổ hòa giải của địa phương là làm việc thì hai bên là không còn tranh chấp thừa kiện ba cái vụ là nước đồ chảy. Thì nói chung là những cái ấp thì những cái việc nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà những cái việc nhỏ mà mình không hòa giải cho thành thì nó là thành việc lớn. Cho nên là chúng tôi rất là, nếu mà phản ảnh của người dân là chúng tôi tới là chúng tôi làm việc ngay, chúng tôi không để là cái sự việc nó diễn ra là lớn. Gia đình ông Phạm Văn Cường ở ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc chăn nuôi heo phát tán mùi hôi gây khó chịu cho một số gia đình lân cận. Nhận đơn thư của người dân, tổ hòa giải ấp Nhân Tâm nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc, đồng thời vận động gia đình ông Cường khắc phục, hạn chế thấp nhất tình trạng mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi. Dân người phản ảnh vậy thì ban ấp với tổ hòa giải cũng tới gia đình và cũng khuyên tôi là khắc phục lại để tránh không còn mùi hôi ám nữa. Tổ hòa giải là một cái người đứng để làm một cái trọng tài cũng như một cái dịp cầu nối để cho dân người ta hai bên đều cũng đồng thuận, thống nhất với nhau. Hòa giải cơ sở không chỉ góp phần xây dựng đại đoàn kết nhân dân mà còn hỗ trợ chính quyền thực hiện tốt và đảm bảo quản lý tốt dân cư. Các địa phương trong toàn tỉnh cũng rất chú trọng xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, không ngừng củng cố, nâng cao trình độ năng lực, đảm bảo hài hòa về quyền lợi gắn với trách nhiệm, tổ chức các cuộc thi hòa giải viên giỏi ba cấp định kỳ hàng năm. Hàng năm thì Ủy ban huyện cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức các hội nghị để tập huấn cũng như là nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, rồi cung cấp tài liệu, rồi cũng như những tình huống hòa giải để trên cơ sở đó các hòa giải viên để vận dụng để hòa giải trong các vụ việc cụ thể. Hòa giải thành sẽ gắn kết và khôi phục cái tình cảm giữa các bên tranh chấp, giúp duy trì mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, phát huy cái hiệu quả và tính đặc trưng cơ bản của hòa giải, đặc biệt là vai trò quan trọng của nhân dân được tăng cường, của người dân được tăng cường, qua đó góp phần quan trọng trong cái công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Gần 10 năm qua, các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận 9.567 vụ việc, trong đó hòa giải thành hơn 82%. Nhiều mâu thuẫn trong nhân dân được hóa giải thành công, góp phần tạo dựng an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu thêm bền vững.